25 tháng 8, showbiz Việt lại đón thêm một tin buồn. Nghệ sĩ Bạch Mai qua đời, hưởng thọ 74 tuổi. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Ngọc Huyền đau buồn báo tin, khiến dàn nghệ sĩ Việt và khán giả vô cùng bàng hoàng thương xót. Cầu Phật tử Viên Hoàng, Nguyễn Ngọc Mai, nghệ danh Bạch Mai, thọ 74 tuổi, giảng sanh an lạc quốc. Sư phụ của con ơi, kính tiễn thầy an lạc về Phật quốc. Soạn giả Bạch Mai trút hơi thở cuối cùng vào lúc 23 giờ 10 phút tối 25 tháng 8 tại Bệnh viện An Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bà đã điều trị Covid-19 tại đây hơn một tháng nay. Trước đó, soạn giả Bạch Mai nhập viện Bệnh viện An Bình điều trị vì tình hình sức khỏe suy yếu. Sau khi làm xét nghiệm, bà phát hiện dương tính với Covid-19 và điều trị tại đây. Hôm 25 tháng 7, nghệ sĩ cải lương Kim Phượng, em gái ruột soạn giả Bạch Mai qua đời, khiến bà sốc nặng, tăng huyết áp. Hôm 11 tháng 8, em trai bà là nhạc sĩ Thanh Châu cũng qua đời. Sự ra đi của soạn giả gạo cội Bạch Mai là mất mát lớn của gia đình Bình Tinh và bộ môn cải lương Việt Nam. Gia đình hiện rất đau đớn, không thể chia sẻ gì thêm. Trước đó, sức khỏe và tinh thần của Bình Tinh đã suy sụp sau khi nghệ sĩ Kim Phượng và nhạc sĩ Thanh Châu qua đời, trong khi mẹ vẫn đang nằm bệnh viện. Soạn giả Bạch Mai sinh năm 1948, từng là nghệ sĩ tuồng cổ nổi danh từ thập niên 1960. Bà cùng chồng là nghệ sĩ Đức Lợi, là cặp đôi tài danh, được đông đảo khán giả yêu mến qua hàng trăm giai tuồng trên sân khấu Huỳnh Long. Bạch Mai nổi tiếng bởi sự đóng góp to lớn cho mảng cải lương tuồng cổ. Bà viết nhiều vở tuồng đi vào kinh điển như Sử Án Phi Giao, Hoàng Hậu Không Đầu, Giang Sơn Mỹ Nhân, Ngọc Kỳ Lân, Thập Tứ Nữ Anh Hào, Ngũ Biến Báo Phu Cừu, Mặt Trời Đêm Thế Kỷ, Trưng Nữ Dương, Mai Trắng Xe Duyên. Vợ chồng Bạch Mai, Đức Lợi có hai người con nối nghiệp là nghệ sĩ Chinh Nhân và Bình Tinh. Năm 2016, Chinh Nhân qua đời do viêm phổi cấp tính, hưởng dương 44 tuổi. Thông tin bà qua đời khiến làng giải trí không khỏi đau xót. Nhiều nghệ sĩ nghẹn ngào khi giả biệt một ngôi sao gạo cội của làng cải lương Việt Nam. Ca sĩ Quang Thành cho biết hai ngày trước khi gọi điện về nước, anh còn được nghệ sĩ Bạch Nga, em gái nghệ sĩ Bạch Mai cho biết nghệ sĩ Bạch Mai vẫn chống chọi với Covid-19. Gia đình hy vọng bà sẽ vượt bạo bệnh. Tuy nhiên sau đó khi nghe tin bà qua đời, anh vô cùng đau xót. Nhiều đồng nghiệp bày tỏ thương tiếc trước tin buồn. Nghệ sĩ Phương Hồng Thủy chia sẻ, người nghệ sĩ có đôi mắt to tròn thiệt đẹp mà em ngưỡng mộ từ hồi còn xem tivi trắng đen thập niên 1970. Kính tiễn biệt chị, nghệ sĩ Bạch Mai. Ca sĩ Nguyên Vũ bàng hoàng khi nhận được tin soạn giả Bạch Mai qua đời. Nam ca sĩ gửi lời chia buồn đến gia đình cố nghệ sĩ và đặc biệt động viên nghệ sĩ Bình Tinh vượt qua nỗi đau quá lớn này.